vẫn còn, bóng vẫn tiếp tục. Trọng Thì được giày giờ hay, giờ hay luôn, đôi giày mới mua. Muốn lấy xe phải ra đội mưa đi ra. Xin chào anh em, và hôm nay mình có một buổi biểu diễn tại giải bóng đá cộng đồng tranh cúp sao vàng U9 và 11 tuổi. Wow wow wow, quá trời cúp và huy chương luôn. Dự đây sẽ là một giải đấu cực kỳ thú vị và hấp dẫn đấy nha. Và mình cảm thấy thật vui khi tất cả các bạn nhỏ đều biết mình. Cho các bạn lên sóng luôn. Ok, giờ thì xem mình biểu diễn tí nào. Sau đó mình đại diện cho ban tổ chức gửi thư cảm ơn đến 8 đội bóng tham dự giải đấu ngày hôm nay. Đó là CT Sport, Duy Tân Con Tum, Phú Nhuận, Trảng Bàng Tây Ninh, TDH Con Tum, Hồng Lạc Lâm Đồng, Thăng Long Bình Tân, Leku School Gia Lai. Rất nhiều đội bóng đến từ nhiều nơi khác nhau quy tụ về đây với một mục đích chung, đó là giao lưu kết nối và phát triển bóng đá trẻ cho cộng đồng. Mình chắc chắn là các bạn nhỏ rất thích tham gia được những cái giải đấu như thế này, dù thắng, dù thua. Đó cũng là một trải nghiệm quý báu dành cho bản thân các bạn. Còn đối với các bậc phụ huynh hay huấn luyện viên, qua giải đấu như thế này chúng ta lại tìm ra được những hạt giống mới, những nhân tài mới cho bóng đá nước nhà. Một giải đấu hết sức ý nghĩa. Thực tiếc là mình không thể quay hết toàn bộ giải đấu cho anh em xem. Nếu anh em thích xem U9 và 11 tuổi đá thì đừng ngại comment ý kiến của anh em vào đây cho mình biết với nha. Dịp khác mình sẽ làm. Và sau 2 ngày tranh tài sôi nổi thì giải đấu cũng đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Phú Nhuận, hạng nhì Leku School Gia Lai, hạng 3 Duy Tân Con Tum. Kết thúc buổi sáng nha anh em, giờ là buổi chiều ngày hôm đó. Có đàn nhiệm nào trên nào dưới ta? Vàng ở trên luôn. Đây là một đôi vớ cao nhưng đã cắt bỏ phần dưới lòng bàn chân, là bởi vì mỗi người sẽ quen với một đôi vớ riêng của từng người, nên hầu như ai cũng có một đôi vớ riêng rồi chồng cái vớ này vào cho hợp với màu áo của đội. Và cái vớ này cũng có nhiệm vụ là giữ cái RT, mà mình cũng không có xài RT. Thôi, mang cho đẹp là được rồi. Ai quan tâm cái túi giày và cái bộ băng gối của mình thì đừng bỏ qua cái link trong phần mô tả nhé. Ồ, xịt thấy ngửi mùi bên đây luôn á. Sang bát đúng không? Không không. Cái này chai xịt nóng khởi động á. Dạ, yeah, cho nóng cơ trước. Giờ không có chai xịt nóng nên là phải xài băng dây thun để làm nóng nè. Thun hả? Dạ, xài dây thun làm nóng. À, hôm nay mình có trận sân 11 người với lại FC Đa Nhiêm tại sân vận động quân khu 7. Anh em nào đá sân này rồi thì điểm danh nào. Các anh đang phát biểu là anh Trần Hải, chủ tịch của câu bộ Đa Nhiêm FC, là người mời mình tham gia buổi đá banh ngày hôm nay. Hai là Lê Bi, Vũ, ba Rick Minh, tư là Di Âu, là 4/5, một người nữa thì chính thì cũng vắng rồi. Hay mời bốn em lên, rồi sau đó mời anh Vũ, đại diện lên. Đeo giá lên mình. Bánh và...
Hôm nay mình lên đúng ngày mà ban lãnh đạo của đội tổ chức mừng sinh nhật cho 4 thành viên có sinh nhật trong tháng 8. Chiếc bánh sinh nhật có hình trái banh và mặt cỏ siêu chất như nước cất luôn nha cả nhà. Là gió quá chắc không thổi nến được ha. Rồi, nhìn em một tấm nào, 2, 3. Rồi, nhờ ăn một tấm. Dạ, cho nó cứng lên chứ nó phải khỏe gói. Dạ, đeo camera đá giao thông lao luôn. Bữa mới nói luôn là chuyển nhượng về đội luôn, nay được đá luôn găng tay ghê vậy. Đẹp ta. Thương mà. Tay tên gì? Rớt. Ồ, rớt à. Số 11 ở quân khu 7 được cái là có khán đài rộng, có chỗ ngồi thay đồ thoải mái, đỡ nắng đỡ mưa. Nay mình đá theo diện khách mời nên dự bị thôi, giữa hiệp 1 mới vào. Ủa mà nhớ ngày xưa cái chỗ này là đường bít màu đỏ mà, sao giờ thành chén xi măng rồi ta? Chắc tại xe chạy qua chạy lại nhiều nên thành ra quyết định là không làm đường bít nữa. Và khi theo dõi trận đấu, các bạn cũng nên dành ra vài giây cơ hội tóc xuống dành cho các cầu thủ đó. Thủ thành Thông Lao đã lao ra rất kịp thời trong tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định không có lỗi của Thông Lao. Trong vận động quân khu 7 nó đang có nắng nhẹ. Một đường mở bóng đưa bóng xuống vị trí đáy biên của phòng cầm. Đây là Minh Corit, bên trong đang là Vũ Nguyễn. Vũ Nguyễn pha đánh đầu, không vào. Đây là số 10 Văn Trịnh. Một đường chuyền rất hay của Văn Trịnh, không có lỗi vị của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vàng. Cơ hội dành cho số 9. Hơi chần chừ nhưng đó là một đường chuyền tốt. Khoảng trống. Đó phải đưa bóng chứ không phải là một pha dứt điểm. Dứt điểm đi. Và dứt điểm cuối cùng là của cầu thủ mang áo số 2, bóng đi quá nhẹ. Vũ Nguyễn đã đứng dưới hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ và Minh Corit đã chủ động không chuyền bóng. Đây sẽ là cơ hội tiếp tục dành cho các cầu thủ áo đỏ vàng. Tốc độ rất tốt của cầu thủ bên phía đội bóng Đam Mê FC, đường chuyền ngang. Và can thiệp rất kịp thời, tình huống bọc lót tốt đến từ vị trí của Sang Matic. Một pha dứt điểm thẳng khá nguy hiểm. Vừa rồi bóng đã đi vọt xa. Tiền đạo luôn, ok. Rồi, thấp hơn chứ. Mình đã thấp hơn. Dạ. Trọng tài vừa hỏi mình đeo cái gì trên đầu vậy? Va chạm với đội bạn của tôi chảy máu. Được không anh? Không được, bỏ ra, tôi được không? Ra, không bỏ thì đi ra ngoài đá. Được không? Mình quay qua hỏi ý kiến của đội bạn nhưng có vẻ đội bạn cũng không đồng ý. Rồi, ok. Theo luật thi đấu chính thức, trong một giải đấu thì không được phép đeo vòng, đồng hồ, dây chuyền và các vật dụng cứng có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc đối thủ trên người. Còn đang là số 7. Vẫn còn cơ hội bây giờ dành cho số 18, vị trí của Bình Huế. Vẫn là Bình Huế, cơ hội. Vẫn còn. Một cầu thủ áo đỏ đang bị đầu. Quyết định dứt điểm, bóng đã đi vọt xa. Đó là một quả chơi bóng khá ý đồ. Vẫn còn, Bình Huế. Đường chuyền ngang. Quyết định dứt điểm. Và dứt điểm tốt của cầu thủ mang áo số 6. Đường chuyền dọc biên là khá tốt, cơ hội dành cho Linh Sẹo. Thông Lao đang lao ra, vẫn là Linh Sẹo, đường chuyền ngang, bóng đã đi ra ngoài mép lưới rồi. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội bóng Đam Mê FC. Hết hiệp 1. Nghỉ giữa hiệp nhàn rỗi quá không biết làm gì nữa thì lấy banh ra múa vài đường thôi.
yếu xìu. Lượm chế banh ở đây nó, đây là sau lưng khung thành, đây là sau lưng khung thành, cỏ cao tới mắt cá luôn. Em không bước vô khung thành thấy cỏ cao qua mắt cá luôn. Đẩy chế banh không chạy luôn mà vẫn gồ ghề lắp bắp nữa. Mặt cỏ sân vận động quân khu 7 thì là mặt cỏ lá gừng khá dày và cao, nhưng tính ra thì sân này cũng thuộc dạng là có mặt cỏ tốt nhất ở Sài Gòn rồi đó, chỉ sau sân Thống Nhất thôi, à quên, sau cả sân quận 7 nữa, sân quận 7 mới xây. Hôm nào có dịp mình sẽ ghé review sân quận 7 nha. Chỗ giữa sân thì đại khung thành thì nó bay cỏ hết rồi, và giữa sân nữa, thì điều đó là phải chấp nhận thôi, vì người ta tập trung đứng vào các khu vực đó nhiều nên dẫm nát hết cỏ. Đá trọng tài không cho đeo cái máy này. Dạ, chúng mắt em chứ đâu chúng mắt bởi đâu. Nói chung thì cho thì đeo, không cho thì thôi, cũng không vấn đề gì to tát lắm. Hào ca ca. Trần Hải, đường truyền khá hay, đây là cơ hội dành cho Khải Beckham. Khải Beckham, dứt điểm đi. Come vào. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của Khải Beckham. Văn Trịnh, một pha dứt điểm tốt của Văn Trịnh nhưng vừa rồi bóng đã đi trên cột dọc. Văn Trịnh, đường truyền ngang khá thoáng dành cho đồng đội. Bóng vẫn tiếp tục quyết định dứt điểm, vẫn là quá đơn giản dành cho thủ thành Thông Lao bên phía đội bóng Đa Nhiệm FC. Cơ hội bây giờ dành cho các thủ đam mê. Quyết định dứt điểm đưa bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của Thông Lao. Vẫn là Minh Karit. Vẫn là một tình huống che chắn tốt của số 12 vị trí của Quốc Thiền. Quốc Thiền, đường truyền là hơi nhẹ và các bóng của anh Trần Hải. Vẫn còn Minh Karit. Anh Trần Hải rất hay. Hào ca ca, Hào ca ca và ca ca cơ vào. Rất hợp lý. Minh Karit, Minh Karit, đây là Hào ca ca. Hào ca ca, cơ hội bây giờ dành cho các thủ Đa Nhiệm. Vẫn là Hào ca ca, Hào ca ca vào. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đa Nhiệm FC. Tình huống tỏa sáng của Hào ca ca. Quân khu 7 một chiều chủ nhật. Nãy trời đang đẹp, đùng cái mưa trắng trời. Trên đây vẫn còn ướt. Ôi gió thổi. Đúng lúc mưa lớn thế này, chủ tịch đội lại bảo vào sân. Nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ. Một pha trượt chân của Bảo Marcelo. Cơ hội dứt điểm đi. Không vào. Bóng vẫn còn. Pha cản phá nỗ lực đến từ vị trí của Thông Lao. Bóng vẫn tiếp tục. Không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Không được. Nhưng đó là một pha xử lý tốt của cầu thủ mang áo số 16 vị trí của Lazada. Pha chạy bóng dứt điểm đi. Không vào. Lúc này thì mình đã vào sân rồi nha anh em. Bóng lại về chân các cầu thủ đỏ một lần nữa. Và can thiệp là của Minh Karit. Vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Trọng thi. Và đó có lẽ là pha bóng hay nhất của mình trong trận thi đấu này. Chưa có được pha thoát pressing của voi rừng. Hai cầu thủ của hai đội bóng đã va vào nhau. Và Minh Karit cũng như là một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ đang bị đau phải nằm sân. Một pha bóng 50-50 giữa cầu thủ số 17 áo xanh và cầu thủ số 18 áo đỏ. Cái kết là hai ông cùng ôm đầu. Mưa gió bão bùng, chạy nhanh thế làm sao mà thắng kịp. Mình đứng ở gần đó nên cũng tò mò nhiều chuyện. Tới dòm dòm ngó ngó quan sát. Hình như áo số 18 đã có lấm tấm máu trên đầu. Tính ra người với nhau còn nguy hiểm hơn cái camera trên đầu mình. Anh em đã sân 11 nhớ có ý thức bảo vệ cho nhau một tí nhé. Một lúc sau, trận đấu lại tiếp tục. Và đang rất khó chịu. Anh em vẫn đang cố gắng để có thể mang đến những hình ảnh đẹp dành cho tất cả quý vị và các bạn. Và đánh đâu? Vẫn không có gì khó khăn dành cho Thông Lao.
và các bóng rất chủ động. Những các bóng có vẻ đến từ vị trí của Huy Pirlo. Đây là Mankiewicz, đường chuyền ngang vừa rồi là của anh Trần Hải. Quyết định chuyển điểm từ xa. Trở lại dành cho các cầu thủ Đam Mê FC, khoảng cách chỉ là một bàn thắng và các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang nỗ lực trong từng đường bóng của mình. Đây là Long Đen. Vẫn là Long Đen. Long Đen, chân trái. Vẫn là quá đơn giản dành cho tình huống phòng ngự đến từ vị trí của Sang Matic. Đường chuyền bóng lúc này đang là số 16 Lazada. Lazada! Bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của Thông Lầu. Đường chuyền ngang là của anh Hoàng. Cơ hội dành cho Long Gà cháy tỏi. Vào! 1-0. Như vậy là lúc này thì trọng tài cũng đã nói còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng Đa Nhiệm FC và Đam Mê FC. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau kịch tính với tỷ số là 1-0. Một đều. Mưa tầm tã. Xuống rửa giày luôn. Rửa giày hợp lý. Ok. Đá banh xong là rác đầy luôn. Thế này ướt nhẹp. Rửa giày. Rửa giày luôn. Rửa đồ. Đâu, mỗi lần mưa ở sân ướt nhẹp luôn ha. Nước không à? Nước. Thì dít. Nước dít. Tắm mưa. Bên này dơ hay à? Ở ngay giữa sân thì đọng nước nè. Lại nhìn khán đài đẹp không? Bình thường thì mưa gió thế này người ta không cho đá đâu đó. Tại đội mình đang đá được gần hết hiệp 2 rồi nên trọng tài cho đá tiếp. Lúc đá banh dưới mưa vui lắm, đã lắm, quẩy skill cũng sướng lắm. Còn bây giờ mới mệt nè, mọi người coi đi. Kết thúc một trận banh. Mưa tầm tã. giờ hay luôn. Đôi giày mới mua. Chẳng tin. Đá quân khu 7 xong. Có còn gọi là trắng không? Mà trọng tài cho thổi nghỉ sớm à? Tại mưa quá. Dạ. Sân nó cũng sợ. Sân sợ hư sân. Phải gỡ dây ra mới lao chùi được. Không gỡ dây thua. Phải gỡ dây ra. Sau lưng có tiếng chó sủa. Giống tiếng chó mặt trời quá. Tình hình là mới đá sân quân khu 7 xong một ngày mưa bão. Anh em thấy rồi đó, chiến tích sân quân 7 đây. Nãy cũng có pha qua người cũng hay á. Đá thì ít mà giặt giày thấy cực khổ rồi đó. Nửa hiệp 1, nửa hiệp 2. Ok, hai cọng dây này phải giặt. Dỡ sạch ghê. May là mang theo đôi dớ dự phòng.
chơi. Yeah. Máy quay. Máy quay là mấy người. Máy quay cảnh vlog hàng ngày. Đi đá banh này nọ. Mang đồ, mang giày sao. Xong. Hello. Sạch sẽ. Hello. Rồi. Về thôi. Vì bãi xe nằm ở phía ngoài kia. Muốn lấy xe phải ra. Đợi mưa đi ra. Ok, đây em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Mình Phạm Thi xin chào, gặp lại, bye bye.